Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho cái mấy bạn xem tại vườn quýt hồng Tết mấy bạn ơi. Bữa nay là 24 Tết mấy bạn ơi. Đây là vườn quýt mấy bạn. Trái rất là nhiều. Mình xin chia sẻ với mấy bạn là giá quýt năm nay rất là kỷ lục nha mấy bạn. Đây, trái quýt hồng bán vào dịp Tết nha bạn ơi. Đây là trái quýt hồng ạ. Búng tay chưa hết nè. Khoảng 1.44. Mình sẽ quay cho các bạn xem tham quan vòng vòng vườn. Bạn thấy quýt hồng không? Dữ lắm trái mấy bạn ơi. Đây nè, rất là đẹp. Cái này cũng hơi chiều rồi, cái ánh sáng không được rõ mấy bạn. Thấy quýt không? Gấm quýt trái luôn. Đây là cái quýt nhỏ nữa mấy bạn, nằm sát đất luôn. Đây nè, các bạn thấy không? Trái dữ lắm. Đây các bạn ơi, quýt hồng Tết của mình đây có khoảng đây là tại vườn có khoảng 27-28 Tết là bẻ nha các bạn. Khi nào bẻ mình sẽ quay cho các bạn xem vòng vòng tham quan, coi cho các bạn xem người dân lai dùng của mình bẻ trái quýt hồng rồi vận chuyển vô dắt ra sao nha các bạn. Nó có cực khổ hay là sung sướng gì thì nữa các bạn sẽ đón xem hay sẽ biết nha các bạn. Đây, còn mấy chỗ khoảng trống này là mấy năm nay nó bị dịch bệnh vàng lá hú rễ mấy bạn, nó chết rồi dân ta trồng vô. Đây là cái quýt đường nhỏ người ta mới trồng vô các bạn. Đó, đây nè, đây là cái quýt này là nó bị bệnh nó chết nè mấy bạn, dài luôn nên năm nay không còn nhiêu hết. Nó còn cũng bị hư hớt, nó không có đặc như mỗi năm. Năm nay giá rất là kỷ lục nha các bạn, giá rất là cao bởi vì quýt, số lượng quýt năm nay ở Lai Dung mình không có nhiều như mỗi năm. Cái này cũng hơi chiều rồi, sáng nó không có được rõ,